Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mao Ăn, lại là mình đây. Gần đây thì tất cả những sản phẩm của Apple thì đều đã khuấy đảo thị trường với con chip M1 đình đám do hãng này tự sản xuất. Và không chỉ dừng lại ở đó, chính con chip này cũng đã được trang bị lên cái dòng iMac All-in-One của Apple khi đã nâng cấp từ 21,5 inch cho lên 24 inch với một cái bộ khung nó khá là mỏng và nhẹ. Và đây cũng là cái sản phẩm All-in-One đầu tiên của Apple được trang bị sở hữu con chip này. Bên cạnh đó thì con chip này trước đó thì cũng đã được nâng cấp trên cái dòng Mac Mini thì chúng ta cũng đã được sở hữu con chip M1 này rồi. Và cả hai sản phẩm này thì đều hướng tới một cái đối tượng sử dụng là chung. Và với con iMac thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế liền lạc này, có màn hình đẹp, có hệ thống âm thanh tốt và tương thích với cả là Magic Keyboard cũng như là Magic Mouse nữa. Vậy thì các bạn sẽ lựa chọn iMac với cái sự hoàn hảo liền mạch như thế hay là chúng ta sẽ lựa chọn một chiếc Mac Mini và chúng ta sẽ có một cái mức giá rẻ hơn một nửa, và số tiền còn lại thì chúng ta có thể tìm chọn mua cho mình một chiếc màn hình ưng ý hơn hoặc là một chiếc loa ưng ý hơn ở ngoài. Vậy thì hãy cùng tìm hiểu của mình trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì mình sẽ so sánh cho các bạn là sản phẩm nào sẽ tối ưu hơn. Với chiếc Mac Mini thì chúng ta có thể gắn rời hệ thống loa cũng như là màn hình thì chúng ta sẽ không bị cố định. Và iMac thì nó có một cái sản phẩm mà giá trị nhiều hơn bởi vì là toàn bộ cái phần màn hình và loa đã được tích hợp vào trên cái iMac rồi. Tuy nhiên thì về lâu dài thì sẽ được làm giảm cái hình thức bề ngoài của sản phẩm đi. Còn với Mac Mini thì chúng ta sẽ có thể nâng cấp được. Ví dụ như chúng ta chỉ cần đổi cái màn hình thôi thì coi như chúng ta cũng đã có một chiếc máy mới rồi. Và về mức giá thì với con chip là M1 với 8 GPU thì với Mac Mini chúng ta sẽ có mức giá là 17.390.000 đồng. Còn với iMac thì chúng ta cùng cấu hình đó chúng ta sẽ phải bỏ ra một số tiền khá là lớn, đó chính là 37.890.000 đồng. Hiện tại thì mình đang tham khảo giá trên website Mao Ăn, các bạn có thể vào website để tham khảo một số cấu hình của hai dòng máy này nhé. Và để so sánh thông số kỹ thuật cũng như là kích thước của hai chiếc máy này thì mình sẽ có một cái bảng nó chi tiết hơn dành cho các bạn, đó chính là hai chiếc máy này với màn hình của iMac thì sẽ là Retina 24 inch, độ phân giải là 4.5K. Mac Mini thì tất nhiên rồi sẽ không có màn hình. Vi xử lý thì đều là con chip Apple M1. Với iMac thì chúng ta sẽ có hai tùy chọn là 7 GPU và 8 GPU. RAM thì đều là 8GB, có thể nâng cấp lên 16GB. SD cả hai phiên bản cũng giống nhau, đó chính là chúng ta có thể nâng cấp từ 256GB lên đến ổ cứng là 2TB. Camera thì với iMac thì sẽ có độ phân giải là 1080p với bộ xử lý tín hiệu hình ảnh trên con chip M1. Mac Mini thì tất nhiên rồi chúng ta sẽ không có camera. Loa thì Mac Mini sẽ có một loa đơn, còn loa của trên iMac thì sẽ có hệ thống 6 loa và một loa trầm. Về cổng kết nối thì iMac sẽ có hai cổng Thunderbolt 4 USB Type-C, giắc cắm tai nghe 3.5mm và có tùy chọn kết nối là Ethernet. Còn với Mac Mini thì chúng ta sẽ có hai cổng Thunderbolt 4 này USB Type-C, hai cổng USB A 3.1 thế hệ 2, một cổng Ethernet HDMI 2.0 và một giắc cắm tai nghe 3.5mm. Về kết nối không dây thì cả hai thiết bị thì đều được trang bị chuẩn là Wi-Fi 6 và Bluetooth 5. Màu sắc thì với iMac thì chúng ta sẽ có là bạc, xanh lam, xanh lục, hồng, vàng, cam, đỏ, tím. Và với Mac Mini thì chúng ta chỉ có một màu duy nhất, đó chính là màu bạc thôi. Tiếp đến là về phần thiết kế của hai chiếc máy này thì với iMac chúng ta sẽ có một cái sản phẩm All-in-One. Màn hình, loa cùng tất cả các loại phần cứng sẽ được chung vào trong một cái bộ khung duy nhất. Vì vậy nên chúng ta sẽ không có cái mớ dây lộn xộn ở trên bàn, nó rất là mất thẩm mỹ. Chúng ta chỉ cần đơn giản là mua máy về và sử dụng thôi. Apple đã trang bị cho chúng ta sẵn là cả bàn phím và chuột không dây kết nối rất là thuận tiện rồi. Còn với Mac Mini thì sao? Nó sẽ gọn gàng, nhỏ nhắn để các bạn đặt trên một góc ở cái phần làm việc của chúng ta. Và chúng ta sẽ phải chuẩn bị thêm là màn hình và loa. Cái này thì sẽ cho những ai mà thực sự yêu thích công nghệ, những cái màn hình mà chúng ta yêu thích, những cái màn hình chuyên dụng và để cho chúng ta phục vụ công việc. Hoặc là những bạn mà có cái tai nghe nó hơi kén một chút, chúng ta cần phải nghe những cái âm thanh nó thực sự ở chất lượng thì chúng ta có thể mua thêm loa để bài trí. Nó sẽ mất nhiều công đoạn hơn so với iMac. Và đặc biệt hơn thì iMac sẽ có thêm khá là nhiều màu sắc bắt mắt, nó sẽ làm trẻ trung hơn cái góc làm việc của chúng ta, thay vì Mac Mini thì chúng ta chỉ có một cái màu duy nhất là màu bạc thôi. Tiếp đến là phần hiệu năng của hai chiếc máy này thì hai chiếc máy này đều được chạy con chip là M1. Với iMac thì mình đã nói rồi, nó sẽ có một phiên bản là 7 GPU và một phiên bản là 8 GPU thì mình sẽ đánh giá chung là cái phiên bản 8 GPU trên cả hai chiếc máy thì nó đều chạy rất là mượt mà với tất cả những cái tác vụ mà chúng ta sử dụng. Từ Photoshop, Illustrator cho đến Premiere chúng ta có thể hoạt động trơn tru ở trên hai con chip này. Tất nhiên là những cái bộ ứng dụng cơ bản như là văn phòng thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt rồi. Và một cái điểm nữa, ở thị trường Việt Nam chúng ta là một cái thị trường nó hơi phần mềm chúng ta sẽ hơi sử dụng crack một chút, thì với một số cái phần mềm chúng ta vẫn chưa crack được ở trên con chip M1 này. Ví dụ là AutoCAD chẳng hạn thì chúng ta buộc phải nhập tài khoản của chúng ta vào để trả phí để sử dụng, chứ chúng ta vẫn chưa crack đâu. Và một cái hạn chế nữa ở trên con chip M1 này là chúng ta vẫn chưa có thể cài hệ điều hành Windows song song, cho nên là chúng ta sẽ chỉ sử dụng được macOS thôi. Và mình biết được rằng là rất nhiều bạn
mua iMac về để cài Windows để sử dụng song song. Tuy nhiên thì con chip M1 này nó vẫn chưa thực sự là hỗ trợ, cho nên là chúng ta cũng cần phải thời gian để chúng ta có thể trải nghiệm cái hệ điều hành Windows ở trên con chip này nhé. Và cuối cùng thì đâu là cái sự lựa chọn của chúng ta? Với những bạn nào mà tin tưởng 100% vào cái phần cứng của Apple và chúng ta không cần phải mua bất cứ một cái thiết bị ngoại vi nào, chúng ta cần một chiếc máy để sử dụng luôn, thì chúng ta sẽ sử dụng cho mình một chiếc iMac với màn hình đẹp này, hệ thống loa tốt, đi kèm với bàn phím và chuột tương thích rất là tốt. Và ngoài ra thì cái camera ở trên chiếc iMac nó cũng có một cái độ phân giải khá là cao để thích hợp cho chúng ta để sử dụng trong những cái cuộc họp hoặc là những cuộc họp trực tuyến. Còn với những bạn nào mà sử dụng nó linh hoạt hơn một chút, chúng ta cần một cái màn hình to, đẹp, thậm chí là những bạn nào mà cần cái màn hình nó lên tới khoảng 27 inch, hoặc là chúng ta cần một cái công nghệ ở trên màn hình nào đó mà iMac không có, thì chúng ta sẽ lựa chọn cho mình một chiếc là Mac Mini. Và bên cạnh đó, các bạn nào mà kén tai nghe hơn một chút, chúng ta sẽ cần một cái loa xịn hơn, ví dụ như là Maxxor chẳng hạn, thì chúng ta sẽ mua Mac Mini, chúng ta sẽ tiết kiệm tiền hơn để mua những cái thiết bị ngoại vi như thế. Đó, thì lựa chọn như thế nào nó sẽ nằm ở nhu cầu của các bạn. Ok, như vậy là chúng ta cũng đã có một cái câu trả lời cho mình rồi, là đối tượng nào chúng ta nên sử dụng chiếc iMac và những ai thì chúng ta nên sử dụng dòng Mac Mini. Thì cái này cũng sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của các bạn mà thôi. Vậy thì các bạn hãy cùng comment xuống bên dưới là các bạn sẽ chọn iMac hay là Mac Mini nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.